3 năm rồi em mới gặp anh. Mà sao anh trẻ hoài vậy, anh thấy quá vậy? Do là vì thực sự là Kyle ăn uống khá là đều và là một người thích ăn uống theo những cái chế độ phù hợp cho sức khỏe. Thật ra cái này cũng khó lắm, để mà có thể có được một cái chế độ ăn, cái đó là mình phải khắc nghiệt với bản thân đúng không anh? Chính xác là như vậy. Và trước khi Kyle đến Việt Nam là Kyle 120kg. Wow, wow. Nên... anh ơi, để em tính lại, khoan, 120kg là anh nằm trên cái bàn, có bích cái bàn không? Có chứ. Là to lắm. Và điều gì làm cho anh phải giảm cân? Nói chung là một phần lớn là do là vì thực sự là Kyle đã muốn thay đổi cuộc sống của Kyle. Bên cạnh đó thì là Kyle đã muốn có bạn gái và đã muốn người ta nhìn Kyle với một cái ánh mắt dễ chịu hơn. Vậy là cuộc sống chúng ta thay đổi khi số ký ta thay đổi, đúng không ạ? Chính xác. Nhưng mà bí quyết để mà giảm cân đó chính là chế độ ăn rất là khoa học và đều đặn của mình. Anh nấu ăn có giỏi không? Kyle nấu món Mỹ rất là giỏi, nhưng mà món Việt Nam thì Kyle vẫn chưa được lắm. Và ngay bây giờ để khám phá khẩu vị của Kyle như thế nào, chúng ta sẽ đến với cái tủ lạnh đặc biệt của chương trình dành cho Kyle. Chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của chương trình, đó là khám phá khẩu vị. Anh có hồi hộp không? Hồi hộp quá. Ở trong đây có những cái món mà nó gắn liền với kỷ niệm của anh nữa. Để xem. Có nhiều khi mở cái tủ lạnh ra toàn món mình ghét, có khi nào đi về luôn không? Nếu như có em ở đây thì chắc chắn là anh không về. Ok, anh nha, hứa rồi nha. 1, 2, 3. Wow, wow. Anh có nhìn được những cái món mà quen thuộc của anh không? Thật ra là Kyle thấy có rất là nhiều rau củ và trái cây ở trong đây thì chắc chắn là đó là những cái món mà Kyle hay ăn hàng ngày để mà chăm sóc cho sức khỏe. Đặc biệt trứng gà luộc hay là trứng gà kiểu gì Kyle cũng ăn thích. Có cái này nữa là chắc chắn là không phải là trong tủ lạnh của Kyle, tại vì Kyle không bao giờ Kyle ăn được mắm tôm. Trời ơi, anh nhìn rõ dễ sợ luôn, như chưa kịp nhìn rõ nè mọi người ơi, mắm tôm. Và có cái này nè. Cái gì đây? Cái gì? Cháo. Em có ăn được cháo không? Ăn được cháo. Em ăn được cháo, cháo ngon mà. Không có ngon. Nó lạc nhắc, không có ngon. Nhưng mà có nguyên một con gà phía sau thì... Có một con là... gà. Trời ơi. Sao vậy? Ngừng cái gì lại, ngừng lại, cái này là gì? Cái gì? Cái này trời là khô, con cá khô, anh thích hả? Không có ăn được, nghe cái mùi là muốn xỉu chết luôn. Chết rồi, lần đầu tiên một khách mời đến với chương trình mà món nào cũng kinh khủng hết, chết không, tôi rồi. Không, tại vì thật ra là tại sao để những cái món mà... Đúng rồi, thì đó, chương trình đã thích. Nói là có những cái món để mà dằn mặt Kyle. Trong đây có món nào anh thích không? Ví dụ như con gà này. Con gà, gà thì rất là ngon. Đây là món... tủ của Kyle. Và Kyle phải nói là thực sự là gà kiểu gì cũng ngon. Mà đặc biệt là Kyle biết nấu một cái món đặc trưng của Việt Nam, đó là cánh gà chiên nước mắm. Giỏi dữ, đảm đang quá rồi. Với lại có cái này nữa là Kyle không bao giờ ăn được nè. Trái ớt hả? Kyle ăn ớt rất là dở luôn. Em không hiểu là sao là anh sống ở Việt Nam được lâu như vậy luôn. Có nhiều món anh không thích. Không không, thật ra là có nhiều món ở Việt Nam rất là đặc trưng và rất là ngon. Cái này ngon nè. Đây là một cái món Kyle thực sự cực kỳ thích ăn. Trời ơi, giấu xa vậy mà vẫn thấy nha. Bánh chưng thì sao ạ? Bánh chưng là ăn cái này rất là ngon. Thực sự mỗi Tết là phải ăn ít nhất là một miếng. Nhưng mà thường thì Kyle sẽ cắt một miếng và chiên lên cho nó khác lạ và ngon. Bánh chưng chiên. Và anh có thích ăn bánh tét không? Bánh tét ngon, nhưng mà nó phải là bánh tét chuối nó mới ngon. Cái này là hai cái món mà Kyle cực kỳ thích nè. Bánh, ngày xưa là công việc của Kyle đầu tiên trong đời lúc 12 tuổi là sau giờ học là Kyle đi xe buýt đến một cái tiệm bánh để mà Kyle phụ giúp họ làm bánh. Nhờ bánh mà Kyle mập như vậy đó, 120kg. Wow, vậy bây giờ anh thấy bánh anh có bị ám ảnh không? Không, không, Kyle yêu bánh. Cái này là kem. Kem. Kem là một cái món mà Kyle phải có hàng ngày luôn. Kyle rất là thích kem. Wow, một cái tủ lạnh mà mở ra anh Kyle kể cho mình nghe quá nhiều chuyện luôn. Và anh Kyle, anh á, khi mà anh đi ngoài đường mà anh gặp những món ăn ngon, anh có đến ăn liền không dù là vỉa hè? Có, Kyle là một người cực kỳ thích ăn những cái món vỉa hè, tại vì Kyle thấy cái đó là một cái điển hình nhỏ của một đất nước. Và một cái điều mà Kyle đã học hỏi từ rất là lâu rồi là khi đến một đất nước mới mà mình chưa bao giờ đến thì mình tìm cái chợ. Cái chợ đó là cái nét đặc trưng nhất ở nơi đó.